Achi, đừng có làm phiền tôi. Anh có phải Achi không? Để tôi ngủ một lát đi. Trả lời tôi trước đi, anh là Achi hả? Phiền đủ chưa? Achi phát lai kìa, mọi người mau coi đi, đẹp quá. Anh tập thể dục thu hút quá, coi ảnh kia. Ok ok, làm ơn tránh ra đi. Đẹp quá. Nè, anh nhìn Achi đi, đẹp trai quá à. Anh nhìn ảnh đi. Tập thể dục cũng quay hơn người ta đó. Mệt quá, có chút khát nước đó. Chào mừng. Tam thức bảo kiện lực cũng ngon lắm, tôi rất thích. Achi uống nước của chúng ta. Anh nói chai nước này rất. Achi uống tam thức bảo kiện lực. Kỳ tích, chắc chắn là kỳ tích. Mọi người coi, nè, coi đi, đâu. Wow. Tôi muốn uống tam thức bảo kiện lực. Lấy tôi một chai đi. Tôi muốn một. Làm việc đi. Lấy tôi một chai đi. Tôi muốn một chai. Tôi nữa. Tôi cũng muốn lấy. Nhanh okay, lên từ đi, từ cho từ tôi từ. Một chai okay, đi. Ok, ok, từ từ. Nè, Linh nè. Từng người một. Ai cũng có phần. Mỗi người một ly. Đi. Hay quá. Cẩn thận. Nè, xin mời. Đi nè. Nè, cầm lấy. Uống thử đi. Đây, đi nè. Trời ơi, khó uống quá à. Cái này có thành phần trung dược tự nhiên đó. Ảnh nó ngon là được rồi. Không cần thử nữa, có bao nhiêu, mua bấy nhiêu đi. Uống đi. Uống đi. Ngon lắm. Hay lắm. Còn không vậy? Được. Nè, đây nè. Hả lỗi, em có thấy anh ta uống trực tiếp không? Không cần coi nữa, chúng ta mau đi phụ tiếp cái 500 đi. Tam thất bảo kiện lực cũng ngon lắm. Anh coi chưa chán nữa hả? Tôi rất thích. Anh ta đúng là đẹp trai lắm. Em nhìn bài đăng đi, chưa gì đã có mấy chục ngàn lượt thích rồi. Alo, em nghe đây. Dạ phải. Phải là Achi đó. Ngày mai tới công ty từ từ giải thích với chị. Tôi biết tiệm tiện lợi tòa Hồng Kông muốn lấy hàng ngày, siêu thị ở khu Cửu Long còn muốn tăng lượng hàng. Được. Yên tâm đi, tôi sắp xếp hết rồi. Tối nay hàng quá sẽ giao tới xuyên đêm luôn. Ok, được rồi, bye bye. Milenda nói sô-cô-la cũng nằm trong đoạn clip này. Ý, tai này của em mà. Em quen với anh ta sao? Thiếu gì người quen Achi chứ. Tức là sao? Clip này do em quay sao? Tại sao anh ta tiếp thị tam thất bảo kiện lực cho chúng ta? Hai người đã làm gì hả? Em đã làm chuyện không nên làm. Đừng có la nữa, để tôi ngủ một lát đi. Trả lời tôi trước đi, anh là Achi hả? Phiền đủ chưa? Em mau nói rõ hơn đi, em đã làm chuyện không nên làm gì? Thì ra Achi mới có 24 tuổi thôi hả? Còn trẻ đã nổi tiếng như vậy, giỏi thiệt đó. Gì chứ, bộ anh không giỏi sao? Ý, anh ta còn sáng tác ca khúc mới cho nữ ca sĩ mới hát nữa. Bài này mới ra mắt có một ngày đã có hơn 100 hit play rồi. Bài này sáng tác cũng hay lắm. Nhiên, phái thần tượng này chỉ được cái mặt thôi, làm sao biết hát chứ? Anh cũng biết hát vậy. When it go away and today an officer missing you, yeah. Anh đừng có hát nữa, buông tha cho bài hát đó đi. Gì chứ, anh không phải chỉ biết hát đâu, anh còn biết nhảy nữa đó. Có nhìn thấy không? Hả? Em đó, mau nói cho anh biết đi, thực ra em và anh ta đã làm gì hả? Anh đang ghen hả? Điên khùng. Ngày mai anh phải đi giải thích với Milenda. Anh muốn biết đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện thôi. Em không có làm gì với anh ta. Muốn làm cũng phải để dành làm với anh chứ.